Chào mừng quý vị và các bạn có niềm đam mê chơi audio trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với cửa hàng âm thanh vàng của Eway 301. Niềm tin, chất lượng quý hơn vàng. Đêm hôm rồi, xin phép được làm phiền quý vị và các bạn tôi giới thiệu nhanh một số sản phẩm mới về hàng để quý vị và các bạn tham khảo. Sáng ngày mai, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng những sản phẩm trước đầu giải mã DAC tôi mới về hàng. Trước tiên giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu dây quang học optical dành cho những anh em nào chơi giải mã hoặc là đấu từ TV xuống vang, đặc biệt là âm ly có tích hợp giải mã, chúng ta đấu trực tiếp từ TV xuống dây quang học của Hitachi, chiều dài 1m8 anh em nhé. Có hai loại 1m8 và 5m anh em nhé. Được hoa của Hitachi. Tất cả sản phẩm đều được tuyển chọn hàng đẹp cho anh em, không tì vết. Và cái chất lượng, đặc biệt là những cái đầu quang này này. Chúng tôi phải tuyển chọn những cái loại nào mà sử dụng nó bị mờ đục thì chúng tôi sẽ loại bỏ đi anh em nhé. Những cái mặt kính này nó rất là quan trọng. Thì là chúng ta phải bịt bảo vệ nó lại, và nếu như trong trường hợp nó bị đục chúng tôi sẽ loại bỏ đi. Dây tốt rồi nhưng mà khi sử dụng nó bị mờ thì ánh sáng nó truyền nó không được chuẩn. Loại thứ hai là dây quang của Audio Quest, hàng bãi Mỹ xịn. Dây quang Audio Quest thằng này thì đẳng cấp cho anh em, mức giá rất là hợp lý. Audio Quest đầu giác hoàn toàn bằng kim loại, mạ vàng, và khi dùng nó không bị mòn bởi giác bằng kim loại, và như tôi nói 100% đều được tuyển chọn. Hàng rất là đẹp. Và dây quang Audio Quest chiều dài 2m có giá là 280.000 đồng, miễn phí vận chuyển cho anh em. Trước tôi có loại 1m rưỡi nhưng mà đang hết hàng, có giá là 250.000 nhưng mà đang hết hàng. Lần này về chỉ loại 2m thôi anh em nhé. Dây quang Audio Quest 2m giá 280.000, miễn phí vận chuyển cho anh em. Dây quang Hitachi bãi Nhật dài 1m8 có giá là 165.000, mua tại cửa hàng và giá giao hàng toàn quốc là 190.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đây, tôi giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn hai mẫu dây quang học dành cho anh em nào cần dây quang xịn. Và quay trở lại với nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay là hai mẫu sản phẩm DAC, của một là Topping, hai là của hãng Music Secret. Hãng Music Secret của bản này bản cao cấp có giá 25.500.000 đồng. Để chúng ta cùng xem con giải mã hơn 20 triệu này nó có gì đặc biệt. Rồi quay trở lại với chiếc đầu giải mã DAC Topping bản mới ra nhất hiện nay cho anh em. Bản mới nhất hiện nay, bản mới ra, model E30. Đấy. E30. Chúng ta mở ra, chúng ta sẽ có được một số tờ giấy hướng dẫn này. Có màu trắng, có màu đen anh em nhé. Và có cả màu xanh nữa. Đây là màu trắng này. Mình sẽ bỏ hết ra. Bỏ hết ra. Thấy không? Có cả màu trắng CV này, black và đen này. Tôi nhớ đây có cả màu xanh, màu đỏ cho anh em nhé. Sẽ tháo hết cho anh em xem. Đây này, zip là màu đỏ. Đấy. Nhiều màu như thế này quý vị và các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Xin phép anh em nhé, bởi vì ban ngày không có thời gian. Blue màu xanh. Ok, vậy chúng ta có 4 màu tất cả.
Quý vị và các bạn thích màu nào thì báo tôi nhé. Đây, trắng, xanh, đỏ, đen, 4 màu. Topping D50S. Mình cắm dây nguồn cho anh em xem. Con này giải mã lên tới 32 bit anh em. Màn hình cảm ứng này, nút cũng cảm ứng này. Đó. Tắt thì ấn giữ 2 giây là tắt. Không hề có nút nhá. Cảm ứng đấy anh em nhá. Bật này. Bật ấn vào đây. Đó. Và đặc biệt có điều khiển anh em. Có điều khiển tăng giảm âm lượng này, volume này, các chế độ này. Rất là hay, rất là tiện lợi. Con này giải mã 32 bit. 32 bit. 768 kHz. Hỗ trợ nghe nhạc DSD 512. Wow, rất là lớn anh em nhé. Rất là lớn. Đây, chúng ta sẽ có cái gì nào? Sẽ có một cái quyển các cái sản phẩm của hãng này. Các cái model, các cái đời sản phẩm của hãng Topping D50. Của hãng Topping. Thứ hai là các thông số kỹ thuật. Đây, của con E30 đây. Thông số kỹ thuật một quyển à. Bí quyết võ công. Rất là nhiều. Anh em sau khi chịu khó đọc xong quyển này, đọc xong có phải tàu hỏa nhập ma mất. Thì khuyên anh em nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhá. Ok. Con giải mã Topping E30. Giải mã 32 bit. Hỗ trợ nghe nhạc DSD 512. Không có Bluetooth. Có mức giá 3.250.000 đồng. Miễn phí vận chuyển tận tay cho anh em. Tặng kèm một dây quang Hitachi trị giá 165.000. Giá bao ship cho anh em, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 nhá. Ok. Chuyển sang con giải mã 25.500.000 đồng. Là con này. Đây. Music Seeker, con này to như này cơ mà. To và rất làm nặng anh em nhá. Hôm nay sẽ giới thiệu với anh em thế thôi. Một dây nguồn của nó rất là to, cắm điện trực tiếp 220V. Thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong quyển này. Và nhân vật chính của chúng ta. Nó to, nó nặng anh em. Nó rất là to và nặng. Ây. Ba cái chân. Wow, nặng. Phải tầm 5 cân anh em ạ. Một sản phẩm giải mã mới và nặng như này. Không biết bên trong có cái gì. Mai sẽ tháo cho anh em xem. Đó, nhá. Music Seeker. Đó. Rất là gấu. Thiết kế cũng rất là đẹp. Cho anh em xem các góc cạnh thiết kế. Phía sau nhá. Có rắc Canon. Rắc ba lăng. Có cổng gì đây? AV này. Rắc ba lăng này. Cổng đồng trục này. Cổng quang học này. Cổng ba lăng, cổng USB này. Và một cổng chất lượng cao. Âm thanh đề mới nữa để cổng vào nữa. Rất là chất và xịn. Không phải tự nhiên mà nó đắt đâu anh em nhá. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Mình giới thiệu nhanh đến anh em một số sản phẩm. Rất là nhiều những mẫu loa chép anh em nhé. Củ loa chép rời, loa chép cả vỏ đều có rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm những sản phẩm nào thì có thể nhắn tin gọi điện cho tôi. Duy nhất số điện thoại 0908 722 688. Giao hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.